chế dầu hành phi vô. Món này là món hủ tiếu xào hay là bún xào chị? Bún xào. Bún xào nha. Trước khi ổ này sao này là trộn chứ đâu phải xào. Xào. Người ta phải gọi là bún xào chứ sao đủ trộn. Đây là trộn mà. Bún xào. Xào bông ta ơi. Đúng rồi. Rau thì xào phải không? Bún thì trộn. Rau xào bún trộn. Một lát nó cho người ta là chị nó phải nói là rau xào bún trộn nha không? Chứ đừng. Bún này xào nó dính lại không? Dạ đúng rồi. Mềm à. Rau xào bún trộn nha mọi người. Này chị làm bao nhiêu ký bún vậy? Đây là 15 ký. 5 ký 7 ký cải. 5 ký giá. 5 ký giá. 4 3 ký cà rốt. Đây chị đó. Này là hôm nay không có rung tay nè. Không rung tay nên vẫn còn trộn được. Đừng có nói hết gì. Không, cái này người ta nhìn tôi biết. Còn cái chủ yếu nước sốt kìa. Đúng rồi, chứ còn cái này thì ai đúng rồi, cái này em còn làm được nữa mà. Cái nào chứ cũng phải làm không, thôi. Làm được hết á, mà quan trọng có ngon hay không thôi. Cũng một miếng công thức, cũng dạ. Một cái đó nha. Nhưng mà mỗi người kho khác nhau đó. Dạ đúng rồi. Khó trụng lắm nha. Ăn hết á. Ai trụng được, trụng với có giống như cái món đó. Cái món cà ri á. Cái món cà ri là em thấy khó. Đúng rồi. Đúng rồi, bữa nào chị nấu cái món mì vịt tiềm báo em nha. Em thèm món mì vịt tiềm quá. Thứ bảy nè. Thứ bảy là món vịt tiềm phải không? Rồi đem canh thứ bảy. Mì tiềm chay. Mì tiềm. Kêu vịt. Vịt cái nó cừ lắm. Mì tiềm. Rồi. Bún bò Huế bỏ chữ bò đi. Rồi. Bún bò Huế bỏ chữ bò. Mai là làm bún Huế nè. Mai bán bún Huế đó. Bún Huế. Mai chị bán bún Huế ngon lắm, thử chưa? Chưa. Trời ơi, phải thử. Có mì tiềm là em ăn thử rồi. Tại vì tháng này ảnh ăn 10 ngày sau rồi. Tự dọn lên đâu ngồi đi cưng. Rồi công trộn đã xong, giờ công đoạn vô hộp. Các bạn, hôm nay quán chay Ngọc Tâm là phát bún xào chay nha mọi người. Đang các chị các anh đang làm món bún xào chay để phát cho mọi người nha. Hay dịp rằm tháng 7 âm lịch. Đó, công đoạn là xào bún đã xong, bây giờ mình bỏ vô hộp tặng phát cho mọi người nha. Đó, quán chay Ngọc Tâm trên đường Trung Mỹ, ấp Mỹ Quầy, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn nha mọi người. Đây là sáng sớm nha, mới 6 giờ mấy à. Còn sớm. Đó là công đoạn làm bún xào chay đã chuẩn bị gần xong rồi. Chả giò. Một rổ bự chả giò. Một rổ bự đậu hũ chiên. Đó. Rồi còn đây là nước sốt. Em đã kiếm nấu lên. Cái này là cái người ta có bà Tân Vlog khổng lồ này, là có bà Hiền khổng lồ nè. Bà Tư khổng lồ. Bà Tư khổng lồ. Bịch trong đây hả Tôn? Hang đừng có vô bịch cơ. Đây là dưa nè. Đang vô hộp nha mọi người, bún xào. Một tay, bao tay thôi, đem gì tới hai bao luôn. Cô cho cô ma mấy hộp cô? Cho cô xin hai hộp đi. Rồi. Đó. Hai hộp ăn gì là dừa nè. Ừ, nó tầm nè, dừa tầm nè. Một cái giò, một đậu hũ. Cái nghe nè, Yến ơi, cái chả giò dài thì bỏ qua bên, cứ bỏ vô nha. Đây đâu có bỏ rồi, bỏ cái lá cánh. Chả giò dài nó cắt ra. Anh lấy kép. Dừa kép đi. Làm đi rồi chú Văn Lan.
chạy về đi, lát tôi xuống lấy. Về đi, lát tôi xuống lấy. Dạ nó cho cô, nó cho mà chưa làm xong, chút nữa cô chị quay lại. Dạ. Tư có cột không cái hộp ông Tư? Thôi đừng cột, đừng cột. Khỏi cột phải không? Nhưng mà nó nghe nè, em cắt cái gì nè, chị chỉ nè. Cái chú đã dò bên này, cái cầu hủ giữa. Nó là cái hộp nước tương, cái bịch nước tương bên hông. Bên hông bên tay phải em cũng được đó, tay trái cũng phải. Hết mấy đứa này luôn. Hồi nãy không lấy khẩu trang kia. Có khẩu trang không? Trang cái hết nó mở lại luôn. Bây giờ bây giờ chỉ cho nó cái khẩu trang nó lấy rồi. Chị giải được, chị đang giải cái gì? Lão mẹ khẩu trang tới mặt không bật kìa. Em á, em ra lấy cái bịch kim vô 20 hộp cho cái cô kia đi. Cô quẹn người hỏi cái chuyện hốt cho em hỏi trong được giờ đậu hũ hai người đang làm tiếp cho châu đi con là con. Tao nói con nó không chịu. Con là con. Mày chụp này thôi đừng. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, con là con. Tao mặc đồ mình lên hình tụi dạ. Tao chết. Cái này là bỏ mày đẹp. 20 hộp vô cái bịch. Nè đó. Dạ. Không được. Mấy người gì đó. Dạ. 20 hộp đủ không? Dư. Dạ tôi ra với nhau. Dạ. Làm tiếp. Dạ. Chỉ còn có 10 cái bún này nữa mà. À dạ. Hôm nay tôi làm mấy cây? Hôm nay tôi làm 3 cây đó. 3 cây nữa nha. Nè bà tôi không cho. Không có cho bà tôi không cho quay trước mặt là giờ quay sau lưng. Đúng rồi, quay sau lưng. Cái này là bao nhiêu đây? 20 đôi á. Quay sau lưng. Sợ con có 11 đâu nha. 11 12 đâu vậy nè. Vậy nó nói 20 đôi mà. Giải không à, 20 kiếp đó cho con. Xé ra đi chồng. Có 19 đâu. 19 lấy tờ lẻ bỏ vô cưng. Nó là nó cái bằng này. Ê. Bà ngoại nói mày con của hai của Tấn. Không. Tấn là anh đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ba em tin hai đó là bà Tư nói là hai đó là đúng rồi. Không khí chuẩn bị bún xào chay từ thiện nè mọi người, rất là bận rộn mà rất là vui vẻ mọi người. Thank you.
đeo cái, tôi đeo lần hai cái. Để có xem. Nào nó buồn chết luôn rồi. Đeo cái thôi. Một tay bóc thôi rồi làm. Tôi qua khóc kể nãy giờ giờ lỡ có cái bao tay mà từ nãy giờ nói bị nói hoài phải không? Anh thấy không phải biết không? Có cái bao tay mà bà khóc sớm giờ. Lát nữa chị gửi lên gì Zalo của chị cho mấy đứa này nó coi, cho con nó coi. Dạ. Ông cửa thì cho sao bốn hộp năm hộp. Một phần gồm có một cuốn chả giò, một miếng đậu hũ, một bình nước tương. Mới đây là bà đã hết một nửa rồi, là một nửa thao rồi. Thoại mới tiếp thêm bún xào thành một cái ta thao khổng lồ tiếp tục. Mọi người thấy nghe chứ, có dây chuyền sản xuất rồi mọi người. Cái này là sản xuất cái bước 1 nè. Xong rồi chuyển qua dây chuyền bước 2. Xong rồi bước 3. Rồi bước 4. Đây là bước 2 đây. Bước 2 bỏ chả giò và đậu hũ vô. Bước 3 bỏ nước tương vào. Đây là cái này là bước thành phẩm mà cái người thành phẩm không cho quay. Rồi thành phẩm không cho quay. Để tao quay lên tao cười tao ra. Rồi giờ nghe tiếng thôi, không cho quay, không có quay mặt. Rồi. Chuẩn bị gần xong rồi nha mọi người, đã phát live rai rồi nha. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng rồi nha mọi người. Chuẩn bị phát bún xào chay. Có các chị đang phụ nè. Một quán chay Ngọc Tâm nha. Trên đường Trung Mỹ, ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Bây giờ là vô làm tiếp. Này là bí mật quân sự, không được cho.